Hello, xin chào mọi người và chào mừng mọi người đã quay trở lại với Story Channel. Di chuyển là một trong những cái phần nền tảng nhất của một lập trình viên khi đến với lập trình game. Và trong video này, tôi sẽ cùng với các anh em chúng ta di chuyển một cái nhân vật trong game 2D của chúng ta và tạo chuyển động animation cho nhân vật đó. Và cuối cùng, tôi sẽ thêm cho nhân vật một cái tính năng mới, đó là roll và quay vòng ha. Ok, và cùng bắt đầu nào. Thì đầu tiên thì chúng ta sẽ thêm hai thứ cho nhân vật. Thứ nhất đó là Rigid Body 2D, cái để quản lý cái vật lý của nhân vật. Nếu mà mọi người muốn di chuyển cái nhân vật của chúng ta bằng vật lý ha. Ok, thì tôi cũng sẽ set cái trọng lực của nó bằng 0 đi cho dễ làm. Thứ hai là chúng ta cũng sẽ thêm một cái nữa là Circle Collider 2D. Đây sẽ là cái để quản lý cái va chạm của nhân vật này của chúng ta ha. Ok, tôi sẽ để cho nó vừa khích với nhân vật này. Rồi, thì sau khi setup xong thì bây giờ chúng ta sẽ đến cái phần để cho nhân vật có thể di chuyển. Thì đầu tiên để muốn nhân vật di chuyển trong Unity thì chúng ta phải thêm một cái script nữa anh em nhé. Và tôi sẽ đặt tên cái script này là player đi. Đây sẽ là script để chúng ta quản lý cái việc di chuyển của nhân vật cũng như là animation các thứ nha anh em nhé. Ok, rồi, tôi sẽ kéo vào thêm này. Anh em có thể thêm cái script vừa tạo player này bằng việc là kéo trực tiếp từ access lên trên object player, hoặc là anh em có thể add component ở đây và anh em search player này. Đó, ok, thì let's go, bây giờ chúng ta sẽ đến phần code. Phần quan trọng nhất của Unity của một coder ha. À, phải gọi là một game developer chứ. Rồi, đầu tiên thì chúng ta sẽ phải cần một vài cái variable, một vài cái biến để quản lý cái việc di chuyển của nhân vật. Thì tôi sẽ xóa trước cái start và update này nhé. Cái biến đầu tiên chúng ta sẽ cần đó là biến move speed. Ok, đây sẽ là cái để chúng ta quản lý cái việc đi nhanh hoặc là đi chậm của nhân vật. Thì move speed càng nhanh thì nó nhân vật của chúng ta sẽ di chuyển càng nhanh. Thứ hai là nếu mà mọi người muốn di chuyển bằng Rigid Body 2D thì mọi người cũng có thể thấy Rigid Body 2D ha. Thì trong video này thì tôi sẽ di chuyển bằng Transform, có nghĩa là di chuyển trực tiếp thay vì di chuyển bằng vật lý, nên là tôi cứ để đó đã, nếu mọi người muốn cần thôi. Tiếp theo thì chúng ta sẽ thêm một cái nữa là Vector Tree Move Input. Biến này sẽ quản lý cho cái việc là người dùng, những người chơi ấy, họ ấn cái nút gì trên màn hình. Ví dụ như là ấn nút D họ sẽ đi sang phải, và ấn nút A sẽ đi sang trái. Tương tự như vậy ha. Update. Ok, thì trong function update chúng ta sẽ thứ nhất đó là xem người chơi của chúng ta có ấn cái nút nào hay không. Ví dụ như nút D hoặc là nút A ha. Thì đầu tiên là nếu anh em muốn quản lý lấy được cái nút đó, người chơi có ấn cái nút đó hay không, thì chúng ta sẽ là input.getAccess. Thật ra thì bình thường tôi không có hay dùng cái input.getAccess này lắm, nhưng mà trong video hướng dẫn thì tôi sẽ giới thiệu với anh em cái input.getAccess này ha. Y bằng input, tôi sẽ code xong và tôi sẽ giới thiệu với anh em là nó sẽ hoạt động như thế nào. Ok, vesicle. Rồi, sau khi mà chúng ta đã có move input là xem người dùng có bấm cái nút gì trên màn hình không, thì chúng ta sẽ di chuyển nhân vật của chúng ta theo cái move input đó. Ok, ở đây sẽ là cộng bằng transform.position cộng bằng move input nhân với lại speed, move speed, để có thể quản lý là nhanh hay chậm nhé, và nhân cái thêm.delta thêm. Rồi, đây tôi sẽ giới thiệu với anh em cái dòng này. Đầu tiên là transform.position là cái vị trí của người chơi. Anh em có thể thấy là mỗi một cái object đều có cái transform ở đây, và position là cái vị trí của cái người chơi đó trên cái map của chúng ta ha, trên cái game của chúng ta. Cái thứ hai là cộng bằng, ở đây có nghĩa là nó cộng thêm thôi, không có gì hết. Và chúng ta khi mà người chơi ấn vào cái nút nào trên bàn phím thì chúng ta sẽ lấy cái dữ liệu đó nhân với lại cái tốc độ mà chúng ta mong muốn. Và cái ten.delta ten này thì là để giúp cho cái việc di chuyển của chúng ta nó trở nên mượt mà hơn. Ok,
Rồi, như anh em có thể thấy ở đây là chúng ta có một cái script layer này, chúng ta vừa hoàn thành. Có move speed thì tôi sẽ để mặc định là 5. Move input thì thực chất là không cần đâu. Ý là không cần ở ngoài cái skin này để nhìn thấy, nhưng mà tôi sẽ để ở đây để cho anh em có thể thấy được cái sự thay đổi khi mà chúng ta ấn vào cái nút trên bàn phím ha. Ví dụ bây giờ tôi ấn sang D này. Đó, anh em có thể thấy là tôi sẽ đang di chuyển sang bên phải, và cái move input của chúng ta nó sẽ là x bằng 1. Đó, và nếu tôi ấn sang bên trái thì x nó sẽ bằng -1. Ok, rất là tốt rồi. Vậy là chúng ta đã xong một con game với nhân vật có thể di chuyển. Ok, và bây giờ tôi sẽ giới thiệu với anh em là tại sao sử dụng cái input.getAxis này nhé. Thực ra bình thường tôi không hay sử dụng cái này, nhưng mà thông thường tôi vẫn thấy rất nhiều anh em sử dụng cái này. Tại sao tôi không sử dụng là tại vì ở đây tôi không biết được cái getAxis này là cái nút gì, đúng không? Anh em đâu có biết cái horizontal này. Thực ra tôi cũng không biết nó là cái gì hết. Thường thường thì tôi sẽ lấy là trực tiếp là keycode.d, có nghĩa là ấn cái nút D thì nó sẽ sang phải, và ấn nút A nó sẽ sang trái ha. Ok, thì bây giờ tôi sẽ giới thiệu với anh em tại sao nó lại có cái này. Thì anh em có thể vào cái phần là Edit này, Project Setting nhé. Đó, và anh em chọn Input.Manager ở đây. Thì khi anh em mở cái phần A ra nhé, thì đây là những cái nút. Ví dụ anh em ấn vào cái Horizontal đây, anh em có thấy là nó giống với cái tên này đúng không? Đó, Horizontal. Thì trong Unity họ mặc định những cái nút, ví dụ như là nút D sẽ là di chuyển sang phải, và nút A sẽ di chuyển sang trái. Đó, thì khi mà anh em lấy cái input.getAxis, nó sẽ lấy những cái nút này của chúng ta. Ví dụ như là positive là nó cộng lên, và negative là nó sẽ là âm, nó sẽ -1 ha. Giống như vậy, đó, ok. Và thực ra thì cái này họ thường được sử dụng với những cái nút mà người chơi đã mặc định nó là như vậy. Giống như là thường thường thì người chơi đã mặc định là bấm cái nút W, A, S, D là để di chuyển, hoặc là mũi tên lên xuống trái phải là để di chuyển, đúng không? Hoặc là trong game liên minh điện thoại thì họ mặc định cái nút đó là Q, W, R là những cái chiêu, và chắc chắn là không được ấn cái nút D đó, tại vì ấn nút D là tốc biến. Ok, thì họ Unity đã mặc định cho chúng ta đó là những cái nút cơ bản mà người chơi muốn nó là như vậy, thì nó sẽ nằm trong này ha. Và anh em có thể lấy cái input.getAxis ở đây. Ok, và bây giờ thì chúng ta đã có phần di chuyển rồi. Tuy nhiên đó là khi mà chúng ta di chuyển á, thì con nhân vật nó đây, như mọi người có thể thấy là khi chúng ta di chuyển sang trái hoặc sang phải thì con nhân vật nó cũng đơ như vậy, rất là xấu đúng không? Ok, và tôi thì tôi ghét xấu nên là tôi sẽ chỉnh lại cho nó đẹp. Ok. Rồi, đầu tiên là để cho nó có thể quay đầu thì rất là đơn giản thôi, tôi sẽ giới thiệu với anh em ở đây luôn. Đó là nếu muốn con nhân vật nó quay đầu thì anh em để ý là ở đây chúng ta có một cái gọi là scale này. Đó, và có phải là nếu là 1 thì nó đang quay sang phải đúng không? Thì nếu mà quay sang trái thì đơn giản thôi, nó là ngược lại -1, nó sẽ là ngược lại với 1, nó sẽ là -1. Đó, ok, rất là đẹp đúng không? Rồi, thì đó là cách đơn giản để anh em có thể quay cái đầu của một con nhân vật ha. Rồi, thì để làm điều đó thì bây giờ chúng ta sẽ vào cái code này. Đầu tiên thì chúng ta sẽ if move.input.x khác không, có nghĩa là con nhân vật của chúng ta đang di chuyển. Thì nếu như là chúng ta đang di chuyển sang bên phải, đây move input.x lớn hơn 0, có nghĩa là chúng ta đang di chuyển sang bên phải theo trục tọa độ OSI ha, thì chúng ta sẽ lấy transform.position không phải position .local scale bằng new vector 1 1 0. Đó, 110 là do nó đây là 111, anh em có thể để là 111 luôn. Local scale là cái scale này anh em nhé. Rồi, hoặc ngược lại thì chúng ta sẽ quay cái đầu của con nhân vật của chúng ta sang bên trái, thì anh em cứ copy cái này rồi cho nó ngược lại là được. Đó, ok, xong. Vậy là con nhân vật của chúng ta nó đã có thể quay đầu khi mà
nó đã biết quay đầu là mờ. Rồi bây giờ tôi sẽ chạy thử xem nó có chạy mờ không anh em nhé, khi tôi xin sang phải này và khi tôi sang trái này. Ok, rất là đẹp rồi. À, tiếp theo thì chúng ta sẽ đến một cái phần vô cùng quan trọng trong video này, đó là phần em tạo chuyển động cho nhân vật, tạo animation ha. Thì trong, không biết là anh em có coi anime hay không, về tôi là một fan Weibo. Thì trong những cái bộ phim anime họ thường tạo animation bằng cái việc đó là, chắc là anh em cũng biết rồi, đó là họ sẽ ghép những cái ảnh lại với nhau, đúng không? Họ sẽ ghép những cái ảnh lại với nhau và tạo ra những cái chuyển động. Đó là cách mà các studio anime họ thường sử dụng ha. Thì trong Unity cũng như vậy. Thì nếu anh em muốn tạo một cái animation trong 2D nhé, 3D thì nó có thể khác một tí, nhưng mà trong 2D nếu mà anh em muốn tạo animation thì chúng ta sẽ ghép nhiều cái ảnh lại với nhau. Ví dụ như là khi mà anh em tải một cái asset mà tôi đã gửi trong video ấy, thì anh em mở ra khi mà anh em thấy cái chữ dead này, cái chết nè, chết, ok, chết, thì cái animation chết của chúng ta nó có tận 10 ảnh khác nhau. Và khi mà anh em ghép 10 cái ảnh này lại với nhau thì nó sẽ tạo ra một cái chuyển động chết animation ha. Ok, thì bắt đầu thôi, bây giờ chúng ta sẽ vào ngay trực tiếp là làm sao để tạo animation. Thì đầu tiên anh em vào cái window này, 2D, không, animation nhé. Anh em ấn cái animation ở đây và nó sẽ xuất hiện cho anh em một cái tab. Tôi sẽ kéo đây cho anh em dễ nhìn. Rồi, đầu tiên thì để tạo một animation trong Unity rất là đơn giản thôi. Anh em đầu tiên anh em muốn tạo animation cho thằng player đúng không? Đó, anh em ấn vào thằng player bên hierarchy nhé. Rồi, bây giờ tôi sẽ tạo ba cái animation. Trong video này thì chúng ta sẽ cần đầu tiên là cái animation idea. Khi mà nhân vật người chơi đứng yên ha, thì sẽ kéo, anh em muốn tạo animation thì cứ kéo tất cả cái ảnh lên. Ủa, à không, đầu tiên là chúng ta ấn cái này create animation đã. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ đặt tên cho nó. Tôi sẽ tạo thêm một cái đây, tôi sẽ tạo một khuôn mặt là animation ha, và đặt tên nó là player idea đi. Ok, và kéo tất cả cái ảnh tạo animation idea này lên trên cái mục của chúng ta này. Đó, vậy là đã xong, chúng ta đã tạo ra được một cái animation. Bây giờ tôi sẽ ấn thử cho anh em thấy nhé. Đó, ok. Nó rung lắc hơi dữ dội. Nó rung lắc hơi dữ dội. Ok, thì xong, đó là chúng ta đã tạo xong một cái animation rồi. Và tôi thì tôi xem khá là nhiều các kênh của nước ngoài họ chỉ về tạo animation, thì tôi thấy họ thường, ví dụ như là ở đây cái animation nó hơi nhanh một tí đúng không? Đó, thì tôi thấy rất nhiều kênh họ chỉ bằng việc đó là chúng ta sẽ, anh em vào cái phần bên phải của animation này, anh em chọn show sample ray đó, hoặc là những phiên bản Unity trước thì họ cũng sẽ show sẵn cái này cho chúng ta. Và nếu như muốn cái animation nó chậm đi thì chúng ta sẽ chuyển cái sample ray này nó chậm hơn. Đó, rồi, rất là tuyệt đúng không? Và thực chất thì tôi thấy rất nhiều YouTuber họ chỉ cái việc này cho anh em. Nhưng mà đây là một cái việc tôi không khuyến cáo nha. Cá nhân tôi thì tôi không khuyến cáo. Đó là anh em cứ tưởng tượng đi, là cái sample ray, thật ra là cái sample ray này nó chính là FPS. Có nghĩa là nếu anh em để 60 cái sample ray ở đây thì có nghĩa là nó đang render 60 frame trên một cái second, gọi là frame per second là FPS đấy. Thì nếu anh em chuyển sample ray thành 24, có phải là cái animation của anh em nó đang ở FPS là 24 đúng không? Nhưng mà cái game của anh em nó lại là FPS 60. Thì máy anh em mạnh và máy anh em rất là chạy rất là mượt, là 60 FPS trên giây, nhưng mà cái animation nó lại 24. Thì hai cái việc này nó khá là xung đột với nhau, tôi nghĩ là như vậy. Thực chất thì tôi cũng có research là nó có xảy ra cái chuyện gì không. Thì tôi nhớ tôi có xem một cái video của anh Trung Quốc, thì sau khi xuất ra thì nó bị lỗi nếu mà thay đổi animation này ha. Và tốt nhất là anh em cứ để là mặc định là 60 hoặc là để 30, gần với lại cái FPS mà anh em mong muốn nhất. Ok, và thực chất thì Unity hiện tại họ cũng đang tắt cái chế độ này, mặc định là họ đang tắt nhé. Và anh em chỉ có thể bật lên nếu anh em ấn vào bên phải của animation này. Đó, và nếu muốn cái animation của chúng ta nó dài ra, nó chậm lại, thì tốt nhất là anh em cứ chọn hết này, sau đó anh em kéo cái này ra.
Đó, vậy là xong. Vậy là xong rồi. Đâu cần làm gì nhiều đâu. Đó, rất đơn giản đúng không nào? Ok. Rồi. À, tiếp theo chúng ta cũng sẽ tạo thêm hai cái dimension mới. Tôi sẽ tạo thêm hai dimension mới. Đó là player work. Thì chúng ta cũng sẽ kéo tất cả cái ảnh, các hình tạo nên dimension work lên đây ha. Ok. Tôi sẽ để nó 25 đi. Rồi, rất là đẹp rồi. Và một cái animation cuối cùng là player role. Đó, khi này anh em ấn vào play game thì nó sẽ mặc định, nó sẽ chơi cái animation đầu tiên cho chúng ta. Đây, nó sẽ nhúng nhúng như thế này. Nhúng riết luôn. Ok, thì như anh em thấy là chúng ta có ba cái animation. Thứ nhất là animation walk, animation đứng yên và animation roll. Thì làm sao để chúng ta có thể điều chỉnh cái animation đó khi trong game? Đó là khi mà chúng ta di chuyển thì nó sẽ chuyển animation. Thì trong Unity họ làm cái việc đó bằng việc đó là tạo ra một cái gọi là animator. Animator ở đây đó. Thì khi mà anh em thêm một cái animation trong một cái object bất kỳ thì nó cũng sẽ tự tạo cho anh em một cái animator ở đây ha. Anh em có thể ấn vào cái controller này, player này. Đó, anh em ấn vào đây. Thì đây chính là cái animator của con nhân vật của chúng ta. Tôi sẽ để về cho dễ nhìn ha. À, thực ra không dễ nhìn lắm, để vậy đi. Rồi. Đầu tiên, tôi sẽ giới thiệu với anh em sơ về cái animator này. Thứ nhất là nó có mấy cái state này thôi. Entry là bắt đầu và exit là thoát ra. Đơn giản là như vậy. Ok. Mà khi anh em muốn, ví dụ như anh em ban đầu hồi nãy chúng ta chơi á, thì nó sẽ nằm, nó sẽ nhúng 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 là nó là animation player ID ở đây. Đó. Và nếu anh em muốn mà khi mà bắt đầu game nó không nhúng như vậy nữa mà nó trực tiếp nó chạy luôn, thì anh em có thể ấn cái hiện tại, ấn cái anh em thấy hiện tại là nó đang màu vàng ở đây, thì anh em ấn vào cái player work này. Anh em bấm chuột phải và set as layer default state. Đó, thì default state chính là cái thằng đầu tiên nó sẽ chơi khi mà nó không biết làm gì hết. Đó, thì nó sẽ chơi cái default state ha. Đây, anh em có thể thấy là hiện tại thì nó bây giờ nó sẽ chạy. Đó, ok. Rồi, ta sẽ set lại mặc định là cái này nhé. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ đến cái phần làm sao để có thể chuyển từ cái nhúng 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 đó sang chạy khi mà chúng ta di chuyển ha. Đầu tiên thì anh em ấn vào chuột phải của player ID này. Anh em ấn cái Make Transition. Đây, Make Transition. Đây là cái giống như là liên kết giữa hai thằng này ha. Thì anh em muốn nó chuyển từ cái Player ID sang Player Work thì anh em sẽ phải có một cái liên kết này. Và tôi sẽ tạo thêm một, anh em ấn vào cái Parameter ở bên phần góc trên phải nhé. Ở đây, rồi, anh em tạo thêm một cái Parameter, tôi gọi nó là Speed đi. Và khi mà player ID nó sẽ chuyển sang player work khi mà cái speed của chúng ta nó lớn hơn 0. Có nghĩa là cái tốc độ chạy, cái tốc độ của cái con nhân vật này nó lớn hơn 0 thì chúng ta sẽ chuyển animation ha. Rồi, thì anh em muốn bỏ cái speed này vào cái transition này, cái logic của nó, thì anh em qua cái phần, anh em ấn vào cái transition nhé. Và anh em qua bên phải này, ở phần condition thì anh em thêm vào ở đây, đó là speed. Thì ở đây speed nếu mà mặt giá trị nó là flat ha, thì nó có hai cái anh em có thể chọn. Thứ nhất là greater, thứ hai là less. Greater có nghĩa là lớn hơn và less có nghĩa là bé hơn ha. Thì ở đây tôi sẽ để là 0.01. Nếu nó lớn, cái tốc độ di chuyển lớn hơn 0.01 thì nó sẽ chuyển animation này. Và ngược lại, tôi cũng sẽ làm một cái animation ngược lại ha. Và ở đây nó sẽ là speed bé hơn 0.01 thì nó sẽ trở lại nó đứng yên đó. Và ở cái transition anh em có hai thông tin mà anh em cần để ý. Thứ nhất là hash exit time và cái thứ hai là transition duration. Đó, transition duration đơn giản là cái tốc độ nó sẽ chuyển từ cái animation này sang animation khác. Thì tôi muốn nó chuyển ngay lập tức thì tôi sẽ set là 0 ha. Đó, anh em có thể thấy ở đây là cái tốc độ mà nó chuyển nè. Lúc đầu nếu mà anh em để 1 đi thì nó sẽ chuyển rất là lâu. Và anh em để 0 là nó sẽ chuyển ngay lập tức. Và hết exit time này có nghĩa là nó phải
thực hiện hết cái animation. Ví dụ như anh em đang ở animation work và anh em để có head exit time và anh em để là 1, thì nó sẽ phải thực hiện hết cái animation work này nó mới chuyển sang cái animation ID ha. Đó thì tôi sẽ cũng sẽ tắt cái này đi. Rồi. Ok. Thì bây giờ chưa được. Ok, thì bây giờ chúng ta đã có cái transition rồi. Và bây giờ chúng ta sẽ phải cần cái dòng code, một vài dòng code để có thể quản lý cái việc di chuyển này ha. Thì đầu tiên anh em vào cái script layer mà chúng ta đã tạo này. Lấy thêm một cái nữa, đó là animator ha. Để quản lý cái animator của chúng ta, tôi sẽ đặt nó là animator đi. Rồi. Và có hai cách để anh em, thực ra rất nhiều cách thôi. Cách đơn giản nhất là anh em có thể sử dụng cái này, public, anh em có thể để public luôn. Đó, animator. Và khi mà anh em để public á, thì anh em khi mà ra ngoài cái inspector thì anh em sẽ thấy cái animator của chúng ta ở đây. Đó, animator. Anh em có thể trực tiếp kéo animator vào đây luôn. Ok, rất là đơn giản. Rất là đơn giản đúng không? Hoặc là anh em có thể sử dụng cái này, void start ha. Start là nó sẽ chạy khi mà game chúng ta bắt đầu. Thì khi mà bắt đầu thì chúng ta sẽ lấy cái animator trực tiếp bằng code, bằng cái việc như thế này. Đó, anh em sẽ lấy bằng code ha. Get component animator, đơn giản vậy thôi. Rồi, khi mà chúng ta di chuyển thì chúng ta sẽ set lại, có là animator.set load. Và anh em lấy cái parameter, cái tên parameter mà chúng ta đã tạo ở đây là speed và để vào đây nhé. Đó. Và cái tốc độ, cái độ lớn của speed thì chúng ta, thì tôi sẽ lấy cái move input chấm square magnitude đi. Đây. Đơn giản là square magnitude là cái độ lớn của vector ha, độ lớn của vector di chuyển. Không biết là giải thích vậy thì đúng với học thuật chưa, nhưng mà tôi nghĩ là ok, nó là độ lớn vector. Rồi, bây giờ tôi sẽ chạy thử xem nó có hoạt động ổn không em nhé. Hy vọng là không bất đi. Rồi, bây giờ chúng ta đang ở animation nhúng nè. Và bây giờ tôi chuyển sang animation chạy. Đó, anh em có thể thấy là chúng ta đã chuyển sang animation chạy rồi. Nhưng mà tại sao tôi thấy nó kiểu như là một thời gian sau thì nó mới chạy vậy nha. Ok. Thôi, nói chung là bây giờ chúng ta đã có animation chạy và tôi sẽ xem là nó tại sao nó lại không, nó lại, tôi nghĩ là cái ở đây. Đây. Như hồi nãy tôi đã giới thiệu với anh em là transition duration là cái thời gian mà nó chuyển sang, thì bây giờ tôi sẽ để là 0 thì nó sẽ lập tức nó chuyển sang animation chạy khi mà chúng ta di chuyển. Thì cái điều đó nó sẽ đẹp hơn, tôi nghĩ là như vậy. Đó. Bây giờ thì khi là chúng ta di chuyển nó sẽ lập tức chạy nè. Rất là đẹp. Ok. Rồi. Ok, thì video này sẽ dừng lại ở đây và cảm ơn anh em rất là nhiều đã xem video và chúc anh em một ngày mới vui vẻ. Và cuối cùng là cảm ơn anh em rất là nhiều nếu anh em có thể like và subscribe cho tôi, và hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo. Xin cảm ơn.